Ok, lên em. Tiếp con game Zombie này rồi. Hôm nay thì cố gắng phá đảo luôn. Xong rồi GA cho anh em ở cuối video nha. Anh em nào muốn xem cái GA nhanh thì tôi đến cuối video đi. Đỡ mất công phải xem cái video này. Rồi, ngay rồi. Thì bây giờ upgrade á. Cái upgrade này nè, anh em phải dùng cái tiền nó có quan trọng. Nghiên cứu bên đây thì mình cứ gắn mấy cái chỉ số rồi coi cần thiết cái nào mình nâng cái đó nha. Cái này là cái điểm dành cho từng cái nhân vật. Anh em thấy có cái nhân vật thì mới nâng được cái điểm này. Quan trọng nhất thì vẫn là cái vũ khí. Thì anh em nâng cái vũ khí á, nó sẽ có cái dòng bên đây nè, số lượng cái lock có thể nâng thêm là cái lock này nè, mình phải mở bằng một cái tờ note đó. Mở ra thì nó mất, nó chỉ giới hạn là 11 cái thôi. Thì hết 11 cái này á, anh em chỉ xài được cho một cái vũ khí thường là được thêm 3 lót nữa, 2 đến 3 lót nữa. Đây nè, những cái màu xanh là nó sẽ ảnh hưởng đến chỉ số này, mình có thể nâng vào cái dòng đó. Thì anh em xài cái vũ khí nào anh em tập trung nâng cái vũ khí đó thôi. Đây, như tôi xài qua thằng này kỳ gold một phát là tới 30 tiền nữa nha. Cái kỳ gold này nó rất là hên xui. Đây ví dụ nè, 155 tiền của tôi nè, người con phát ra git đam tăng lên 150, mà cái này tôi không biết nó có git không. Cái này nó là không có git rồi, nhưng mà thôi để lại đi đó. Đây là mỗi cái nhân vật thì sẽ có một cái loại vũ khí như riêng, một cái vài cái vũ khí nữa anh em phải có cái bản vẽ mới mở được. Có bản vẽ thì thêm đủ tiền nó mới mở nha. Đây thì tôi ưu tiên về súng lục và cái nỏ. Cái nỏ này thì chưa có bản vẽ. Rồi bây giờ chơi thử mức dễ thôi. New game. Mấy cái này ẩn hết đi. Normal. Cái điểm thuộc tính này anh em cũng có thể nâng đó nè. Dùng tiền để nâng nó lên nha. Cái này là các cái điểm mà thuộc tính nổi bật, ưu điểm của mình đó. Mình có 17 điểm giới hạn, giống với con ngang gồ dép Jimboy á. Nhưng mà cái này chỉ có cộng vô thôi, không có trừ ra. Thì một cái vài điểm nó liên quan đến co-op là hai cái điểm này. Nếu như có đồng minh xung quanh đó thì hãy lấy mấy cái điểm này. Thì không biết một cái đồng minh này thì nó có tính vô cái con nhân vật có cái skill triệu hồi này không. Đây, nhân vật này có skill triệu hồi nè, thì không biết nó tính cái điểm đồng minh không. Còn lại anh em chơi co-op thì nên lấy hai điểm này, còn chơi mình như tôi thì hên xui. Muốn cày tiền đầu game á, anh em là lấy cái điểm này nè, lấy cái điểm này, lấy thêm một số tài nguyên nữa. Để lấy ví dụ nha, rồi máu, rồi máu bọng rồi đó. Farm tiền đầu tiên anh em có cách farm rất khá là nhanh thôi, chứ không phải rất là nhanh. Anh em lấy hai cái điểm này nè, lấy cái điểm này, nó sẽ có 2 lần gì gòn thì vô game thôi. Vô game xong rồi để AFK cho nhân vật mình chết. Xiaomi. Cái này chơi mức normal nên quái nó cũng là tương đối yếu thôi, không quá mạnh. Đó. Điểm mình chết là mình có mấy cái này nè, là nó cộng tới 70 tiền lận. Đây nè. Thì hồi nãy tôi có 2 điểm á, nhưng mà cho trong cái bảng bổ trợ lên là 5 điểm nữa, nên em chết một phát là được 70 tiền luôn đó. Nhưng mà phải cố gắng qua màn nha. Rồi bây giờ thì chơi phá đảo đi, mình sẽ chơi nhân vật này. Điểm này bây giờ không cần nữa, máu thì cũng không cần đâu. Cái này là anh em khi phân giải cái đồ ra nó sẽ tăng thêm một số tài nguyên. Cái điểm này cũng khá ngon á, nếu anh em chịu farm. Cái điểm tăng tốc độ này là ngon nhất nè, thấy không có điểm nào hơn nó cả. 170 lận. Cái này chỉ tính khi cái lót trống nha. Anh em chơi cận chiến thì 4 cái điểm này, nên lấy cái điểm này đầu tiên, 3 cái điểm còn lại thì anh xui.
Cái này cũng ngon đó nè. Cái này cũng ngon đó nè. Cái này anh em tăng cơ lấy là đúng bài luôn. 4 với 5 là 9, 9, 18 lần thiếu điểm rồi. Thiếu một điểm rồi. Lấy cái này. Lấy cái này luôn. Rồi. Lần này tập trung cố gắng phá đảo nha. Cây súng lục tôi thì nó khá là phèn thôi. Nó chỉ có hai dòng à. Gít đam với gít gây à. Nên tôi sẽ bui cái con này, tập trung vào bui cái đường nó. Mấy cái mà vũ khí nó màu xanh có cái số bên đây á, số X15 này á, tức là anh em xài nó trong một thời gian ngắn là nó hết nha, xài được 15 lần là nó hết. Đây chế được cái nỏ rồi nè. Nhưng mà bây giờ chắc chưa xài nỏ đâu. Cây này tôi nâng gần mát luôn nè, nên nó mới mạnh như đó. Chủ yếu là mấy cái này là mình lắp lên cái ô trang sức trên đây, ba ô này, cái accessory là lắp bên đây, giáp thì nó lắp vô cái ô hướng này. Mấy cái này rất là mạnh luôn nha, hầu hết nó vô cái vũ khí thôi. Sầu ganh là nhiều, đồ ném, trang bị ném. Khoan, chạy kiếp hay shotgun đó. Cái này với này đi. Cái shotgun này bỏ tủ. Rồi. Chơi mức dễ nên là đi nhanh gọn là qua mạng thôi. Come on baby. Tốc độ di chuyển 20%, gài đạn với mà tốc độ tấn công. Ba cái này thì nó vô cận chiến thôi, mình không có xài. Rồi bây giờ mình đi tiếp. Nên đi vô cái siêu thị. Rồi nó vô cái nhà máy rồi. Mình cần cái gì mình đi cái đó nha. Hiện tại tôi không cần vũ khí nên không có đi lấy vũ khí, nên đi lấy mấy cái tài nguyên này để tăng máu nè. Máu này thì nó sẽ tăng thêm cái máu gốc. Cái máu gốc anh em cao thì nó tăng, thường là 300 là cái bản gốc á. Ủa sao đồ ở đây mở ra này? Miếng khu này đồ mở ra này. Gào 3. Mấy cái này là mở rồi nè, cái này là chưa mở nè, cái này chưa mở nè. Cái này chưa giao, không xài nhưng mà cứ đeo vô tạm đi, cho nó chống kho. Mấy cái máu này ăn nha, 472 nè, ăn xong nó lên 490 là tăng được 18 nè. Bên này cũng mở rồi, hết rồi. Về thôi. Nói chung là đi cái này nó không có nhiều đồ cho lắm. Đồ thì mình nên tái chế để lấy điểm lên. Bên đây là cái thùng tái chế nè. Anh em đép nên tách nó ra xa xa nhau. Có thể để ba cái hàng ngang chẳng hạn, thay vì có một cục như thế này. Đây nè, mình chọn cái món mình tái chế trong đây. Đó, nhấn up đi, là được 70 đồng. Là 820 mình lên 809 đó. Cái này thì tôi không xài, cái này nó chỉ cho kiếm thôi, nên mình bỏ vô kho đồ luôn. Gáp thì rất tập trung gáp cái này. Giờ đi ghét luôn đây.
Khi quái đông á, vũ khí cận chiến nó ngon hơn là cái vũ khí tầm xa nha. Nó cầm cái dao chặt thịt theo rồi. Cái này không biết nó là cái gì. Cộng 12 hay 25%. Cái tốc độ di chuyển mình 20% mà thấy nó vẫn chậm gì vậy ta. Rồi, bây giờ mình đi tiếp. Đi cái này 2 sao hoặc là 1 sao. Đi cái 2 sao. 2 sao thì đương nhiên là đồ ngon hơn. Nhưng mà vô chậm cứu quả thì không biết có gì ở đây không. Trong này phần lớn là vũ khí không à. Small weapon với heavy weapon. Này máu để hồi thôi. Này hồi máu thôi. Medkit 50% là ngon á. Rồi hết là về thôi, khá là đơn giản luôn á. Này giống như cần câu quá vậy. Đam thì mình không có. AOE gan thì không biết nó là cái gì. Vũ khí lớn, vũ khí nhỏ của mình là Ganger Handgun. Chí mạng nhiều là khi tôi xài cái chuột phải nè, nó tăng tỷ lệ chí mạng lên 100% luôn, kéo dài 3 giây 4 giây nó hồi chiêu. Cái này bắn nhanh hơn nhưng mà lại hụt hơn. Mấy cái này cận chiến không à. Cái này là cái điểm đột tử luôn. Cận chiến thì nó vẫn ngon hơn là tay dài. Cái này tăng một đốt trong cái ba lô này. Cái này vẫn cận chiến à.
lấy cái headshot này coi gáp được cái gì nữa không. Ngày mai gáp cái giáp luôn, bây giờ chưa cần thiết đâu. Cái nỏ thì mình phải có cái này mới gắp cái nỏ mới ngon. Cái cam rau này là sao đó? Bên này có cái gì? Khu cắm trại. Ủa chế táo đâu tiêu luôn rồi. Cái này là lỗi bết nè. Tôi lại đây hái táo xong rồi góp tiêu chế táo rồi. Túi nó đồn bộ nó mở hết. Cái này có cái thùng. Đây chả có gì. Đây có cái hộp. Game này thiết kế map hơi chán. Máu lên gần 700 mình. Này bùi thủ nữa thì ngon á. Đi ra. Nên làm cái lối ra ở trên luôn, thay vì phải đi lại vòng cái cũ xuống chỗ này. Cái dao này. Thành lý hết. Nãy giờ xài kêu 2-3 lần rồi. Dạ. Giảm cái grip của mình nhưng mà đánh nhanh hơn và đánh mạnh hơn. À, lấy ra bên đây. Cái gây là 60 nè. Cây súng cộng 30 nó là 90 rồi.
Gầy đạn hơi chậm không? Nhưng mà cũng được. Cái quy của mình là gì ta? Cái quy của mình vô dụng. Lựu đạn chắc không xài đâu. Bây giờ tiếp theo là cái này, với cái này, hai cái này nữa, sau 2 ngày nữa. Còn nữa hả? Rồi, nhẹ nhàng. Cái gì ngon vậy? Bỏ đâu tiêu vậy? Cái này như nhấn vô là nó xài luôn hay gì á?
À, cái này đây, nó nằm dưới này. Nghe với số 4. Kinh đào nó chỉ có 10 giây thôi. 100 mana. Kéo dài 5 giây. Cái này ngon hơn. Cái chữ E ngon hơn. Đây, nhấp chuột phải là người xài nó luôn. Ủa, còn kêu ở đâu vậy? Ủa, còn cái khiêu bị động đâu rồi đây? Rồi vô ginh to làm chi? Thực ra mình đâu có cần vũ khí đâu. Thanh gươm này mình đang cầm à. Giúp đồ này cũng được. Chả có gì ngon ngã cả. Một ngày nữa mở được cái này với cái này luôn, với cái này luôn. Ủa, gấp cái này mới đúng.
Ê à. Đó, bắn nhanh hơn đó. Mình rất là cần cái tốc độ bắn này. Gì đã vậy? Không được. Rồi, bây giờ đến boss được rồi. Mình gáp được cái gì nó không ta? Cái này mạnh hơn là nhưng mà nó không có chỉ số phụ tại tôi chưa có nâng cái lần nào hết. Chín chục rồi, chuẩn bị đi đến boss. Tự nhiên xài chi trời. Đến boss là anh em chọn cái vòng đỏ này nha. Anh em đi vô cái vạch đỏ này á, nên đi ở cái khu giữa này. Chứ anh em đi sát ở trên hay là sát ở dưới quá, quái nó sẽ tràn ra rất là nhanh nha. Ngoài ra cái tường này nó đỡ được đạn hướng bên nó qua, nhưng mà mình có thể bắn xuyên qua. Anh em nên đứng ở khoảng giữa là chạm những vạch đỏ này. Cái này ngon cái gì ta? Bốn ô ba lô. Anh em nhìn cây nỏ tôi bắn nó như tiểu liên luôn à. Cây này giống để nút boss rồi, 900 súng phóng lựu
2.4. Vì sao là cái nổi của tôi nó vô dụng rồi, yếu lắm. Cái gì đây? Hồi 200 máu ngon cái gì, đỡ công phải 4 máu. Trăm ít 10 đồng. Giờ đâu còn đồ chơi nữa đâu. Chắc đi đến boss luôn á. Lép mà sao ta? Có gì sao mày đó hả?
Giờ anh em hiểu cảm giác của nỏ thần An Dương Vương chưa? Mốt nâng được cái nỏ này lên nữa là ngon hơn nữa nè. Tí nữa ra nâng cái nỏ này lên thì nó mạnh hơn cái nỏ này nữa là khủng khiếp luôn á. Hết rồi. Này sao ta? Gì xong rồi đó hả? Hay là do mình mạnh quá rồi ta? Bắn xa hơn. Giết giảm 20% nhưng mà bắn mạnh hơn, bắn nhanh hơn. Lấy cái bắn xa trước đi. Chính xác nó không cần đâu. Rồi, vậy là chúng ta win game. Thu được tổng tiền đây 110. Nói chung là game cũng khá đơn giản. Bây giờ có thời gian thì muốn mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa thì nâng cây nỏ này lên. Đó. Anh em là dùng 5 tiền để mở thêm mấy lót. Rồi xong này dùng cái lót này nè. Mở cái dưới này đó. Lại nói chung anh em có 5 lót. Cái nào một vạch như thế này nó là ngon nha. Là anh em một vạch cộng 50% đam nè. Là đây. Một vạch cộng 50 đam nè. 50% đam nè. Thì cái số tối ưu nhất của cái đam một vạch này á thì nó sẽ là 200 đam. Anh em gom sao cho cái số này nó ra được 200. Nói chung là tiền thôi. Rồi hết tiền 100 à. 200 đam thì tương tự cái dòng này cũng vậy luôn. Bốn cái dòng này anh em nên tập trung vào cái git gây git đam nhờ đam. Thì lúc đó gây nổ anh em bắn phát cả ngàn đam luôn á. Gây nổ này nè. Thì nào có tiền hoặc là tôi thử mà. Đó, tập trung nâng hết vô gây nổ này. Cái màu xanh là cái bonus thì cũng chưa unlock được cái gì thêm nữa. Rồi coi như chúng ta phá đảo, game hơi đơn giản tí, chỉ có hai ba map với mà hai con boss thôi. Hy vọng sau này có thể update thêm nhiều thứ nữa. Rồi, bây giờ chúng ta ra quay số. Quay thử. Đây cái form giveaway đây. 12 anh em. Chào đông gì ta? Tôi mới đăng hồi nãy mà. Tính đâu tưởng 5-7 người chứ. Cái gì bên này ta? Đây. Bây giờ thể lệ là quay 5 lần nha. Đây, quay 5 lần. Thì 4 lần đầu á thì mỗi lần trúng ai sẽ cộng một tên để thêm tỷ lệ. Rồi sau đó thì lần thứ 5 là chốt. Tức là đơn giản như thế này nè, lấy ví dụ là 1 2 3 4 đi ha. 1 2 3 4 đi thì quay lần đầu. Quay lần đầu nó vô số 2. Đó, chúc mừng anh em số 2 ở lần đầu tiên. Là sẽ thêm một số 2 nữa vô. Đó.
là anh em số 2 bây giờ đã có là gấp đôi cơ hội cho so với người khác. Thì sau 4 lần như vậy đó thì những người có số đó sẽ tăng tỷ lệ anh rất nhiều. Đừng nói vô số 2 nữa à. Rồi vô số 2 nữa rồi. Đó, thì sau 2 lần quay. Thì sau 2 lần quay thì cái số 2 của mình đó lại lên thêm cái nữa. Tự nhiên tăng tỷ lệ thì sau khi quay đủ 5 lần á thì chúng ta chốt cái kết quả cuối cùng nha. Đây, sau khi quay đủ 5 lần thì chốt kết quả cuối cùng. Ai được lần thứ 5 lần luôn. Rồi chúng ta bắt đầu quay. Quay như thế này cho nó có thời gian tính. Rồi, Q tu, giết thầy tu hả? Chúng ta có lần thứ nhất là Q tu. Đây, Q tu thêm một cái nữa. Đó. Bây giờ Q tu là tăng gấp đôi tỷ lệ nha. Sau lần quay thứ nhất nè, Q tu 1. Làm tí nhạc coi. Nước đá. Số 2 nước đá. Bây giờ anh em Q tu với nước đá là có gấp đôi tỷ lệ thắng so với những người khác rồi đó. Thằng chủ thớt này thì nó không có cửa ăn đâu. Anh em yên tâm cái nhân phẩm đó đi. Rồi, anh em nước đá vô thêm một lần nữa kìa. Lần thứ ba. Anh em nước đá bây giờ tỷ lệ thắng là gần như là 20% rồi đó. Là 3 trên 15 nè. Nữa hả? Kiểu này anh em nước đá mà thua thì đừng có trách ai nha. Rồi bắt đầu chốt nha. Chúng ta có danh sách đây. Được quay thứ năm là chốt luôn. Đây, lần thứ năm là chốt nè. Danh sách đây. Anh em ký tự với nước đá ăn hơi 4 lần. Mà lần này sạch thì nó mới thú vị. Rồi, chuẩn bị. Vô. Ôi ôi ôi, rồi rất tiếc cho nhóc là vô cơ. Batman đâu xử nó anh em ơi. Rồi chúc mừng anh em vô cơ đã ăn cái phần này. Thì tí nữa tôi sẽ inbox anh em vô cơ này thì không biết bên VOZ hay Game VN. Tí nữa tôi gửi. Rồi chúc mừng luôn, ghi đây luôn. Thấy anh em nước đá quá tàm ba bận không? Ba lần đầu khởi đầu rất thành công nhưng mà lần thứ năm chốt á thì lại xịt. Nè nước đá nè, nước đá nè. Nước đá nè, nước đá nè, bốn phát đó nhưng mà cuối cùng cứ đáng tiếc anh em nhóc ham chơi còn đáng buồn hơn đó, miếng nặng tới miệng rồi còn rớt. Rồi ok, bye bye anh em, thì đóng cái form này. Đây đi viết cái review rồi, tí nữa up video lên up cái form này trao thưởng cho anh em luôn nha. Rồi ok, bye bye. Chúc mừng anh em đã vô cơ. Tí tôi sẽ gửi kỳ.